Đầu tháng 10 vừa qua, cô giáo Trang hay cô Trang là những từ khóa được dân mạng lùng sục khá nhiều. Cô nổi tiếng từ loạt hình ảnh phản cảm. Thì mới đây, học viên nhóm 18 cộng của cô giáo Trang đồng loạt kiện nữ chính về tội lừa đảo. Theo tìm hiểu, Cô giáo Trang tên thật là T, có nhiều tài khoản trên mạng xã hội, trong đó fanpage chính thức cũng có hơn 65.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, người phụ nữ này thường xuyên khoe những bức ảnh ăn mặc hở hang. Thậm chí, cô này còn khẳng định bản thân có kiến thức sâu rộng về chuyện chăn gói, nên đã đăng tải rất nhiều clip nói về chuyện phòng the. Đặc biệt, kèm theo loạt ảnh gợi cảm, Cô Trang còn kêu gọi mọi người nợ 300.000, coi như tiền học phí nếu muốn vào lớp học của mình. Những tưởng sự việc bị chỉ trích, cô Trang sẽ biết điều chỉnh hành vi của bản thân. Nhưng mới đây, gian mạng tiếp tục lan truyền thông tin người này bị tố lừa đảo tiền của học viên. 300 000 nhân với 800 người là 240 triệu, đơn trình báo có sẵn rồi, cho mày cơ hội chuyển tiền lại cho 800 người, không thì lên công an mà giải trình nhé. Số tiền đủ đưa mày đi mà không có ngày về đấy, tài khoản này cho hay, đáp lại lời tố, tài khoản được cho là cô Trang phản pháo khá căng. Người này cho biết, vì các đoạn clip trước đây bị tuồn ra ngoài, đã ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của mình. Không chỉ bị Facebook càng quét, cơ quan chức năng và báo chí đã liên tục vào cuộc, khiến cô giáo không thể livestream công khai được nữa. Tuy nhiên, lời giải thích này không xoay dịu được cơn phẫn nộ. Tất cả học viên đều yêu cầu hoàn lại tiền nếu không sẽ đâm đơn kiện. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng để lại bình luận phía dưới nha!